Các bác mà muốn phơi nắng được thì các bác phải dùng cái dòng gỗ nhựa ngoài trời anh chị em nhé. Đấy, đây này, một trong những cái dòng gỗ nhựa ngoài trời mà anh chị em nhà mình muốn dùng ở ngoài trời, mái hiên, ốp tường, ốp trần mà chịu được nắng mưa thì anh chị em dùng cái này nhá. Xịt dưới vòi nước vô tư thoải mái chịu nắng mưa. Và với cái này mọi người nhìn độ dày thịt của nó kinh khủng chưa này. Đấy, độ dày thịt của nó như thế này cơ mà. Thành phần là gỗ kết hợp với cả hạt nhựa nữa nên là thay thế cho gỗ tự nhiên và rất là chắc chắn. Anh chị em nhìn bề mặt vân này, vân nhà Haroma sử dụng là vân 3D nên trong quá trình mà anh chị em nhà mình dùng dù có bao nhiêu năm thì cũng không lo là bị bay mất cái màu vân 3D này nhá. Thay thế cho gỗ tự nhiên mà lại giá thành rẻ hơn từ 3-5 lần, nên có khi một số loại gỗ thì rẻ 10 lần mà không có ngót không cong vênh luôn. Đấy, thiết kế là dạng hèm khóa này, âm và hèm khóa dương này, khi ghép nắp ghép với nhau anh chị em nhà mình nhìn này. Đấy, nhà mình sẽ nắp ghép với nhau như thế này, tạo thành một khối rất là đẹp luôn. Đó. Tấm ốp tường trần ngoài trời anh chị em nhá. Chịu nắng mưa phơi nắng thì dùng em này nha. Dòng nội thất thì có rất là nhiều màu ạ. Trong video sau thì Hạ sẽ lên về dòng nội thất cho anh chị em nhà mình. Còn đây là dòng chuyên dụng cho ngoại thất ạ. Mặt trước của nó thì vân 3D, mặt sau của nó như thế này. Đấy, ốp nhựa mặt sau của nó như thế này. Để nhà mình, ui nặng quá. Tấm này rất nặng, phải hơn 4 cân một tấm. Nhà mình cần gì cứ nhắn cho Haroma để được tư vấn nhé mọi người.